vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Lễ cho khai mạc mùa chay thánh. Thưa anh chị em, bằng nghi thức làm phép cho và mỗi người nhận cho trên đầu, cùng lúc đó sẽ nghe được một trong hai câu lời Chúa. Hãy ăn năn sám hối và đón nhận tin mừng. Hoặc ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi. Vâng thưa anh chị em, mỗi khi mùa chay về, chúng ta nghe văng vẳng bên tai lời Chúa mời gọi. Các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Như thế, hai ý tưởng trong mùa chay thánh luôn song hành với nhau. Thứ nhất chúng ta là những con người yếu đuối tội lỗi thứ hai thiên chúa là người cha giàu lòng thương xót ngài luôn yêu thương chúng ta ngài sẵn sàng tha thứ và ban cho chúng ta sức mạnh với tình thương vì yếu đuối nên cần đến ơn chúa vì tội lỗi nên muốn được chúa thứ tha nhưng để lãnh nhận được ơn tha thứ thì cần phải trở về với thiên chúa trong cầu nguyện trong chay tịnh và nước mắt hướng tới tha nhân đó là ba việc phải làm trong mùa chay thánh ăn chay cầu nguyện và bố thí là ba việc cần phải làm trong mùa chay vì nó diễn tả ba chiều kích ba mối tương quan giữa đương sự với thiên chúa và với anh em tương quan với thiên chúa là cầu nguyện với tha nhân là bố thí với chính mình là ăn chay ba tương quan này đồng hành với nhau và thể hiện cùng một lúc trong đời sống thường nhật của người khi tôi hiểu chúng ta. Để ba tương quan này gắn kết với nhau, điều kiện đã được Chúa Giêsu nói rõ đó là nội tâm. Những việc chúng ta làm trong mùa chay phát xuất từ sâu thẳm của tâm hồn hướng về Thiên Chúa và hướng đến anh em. Chứ không phải là hình thức bề ngoài. Vì thế, ăn chay cầu nguyện cũng như bố thí là những việc được làm vì đẹp lòng Chúa. Chứ không phải cho người ta thấy. Trước hết, phải khiêm nhường với anh chị em. Ăn chay tiếng Latin là jejunium. Nghĩa là tự nhịn bất kỳ thức ăn nào. Khi nhịn chay ấy, con người nhận ra mình lệ thuộc vào Thiên Chúa, hạ mình trước mặt Chúa, vì cảm thấy mình mỏng giòn, yếu đuối như tác giả thánh vịnh đã nói: "Phần tôi những ngày chúng đau yếu. Tôi đã từng khoác áo nhậm vào thân, lại ăn chay để hãm mình phạt xác. Lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện. Khi nhường khi ăn chay, còn để Chúa thấy rằng chúng ta chẳng có là gì nếu không có Chúa và thiết tha kêu cầu Chúa. Bấy giờ tất cả con cái Israel và toàn dân đã lên bếp en. Họ ngồi khóc tại đây trước nhan Đức Chúa. Hôm ấy, họ ăn chay cho đến chiều. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỷ an lên trước nhan Đức Chúa. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ. Vua ăn chay nhiệm nhặt. Và khi về nhà ngủ đêm, thì nằm sĩ đất. Vua trả lời: Bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc, vì ta tự bảo biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống. Nhất là nhận biết mình là tội lỗi, là hư vô và cầu xin Chúa tha thứ. Tôi ăn chay, mặc áo vải thô và rắc cho lên đầu rồi ngẩng mặt lên chúa thượng là thiên chúa để dâng lời khẩn nguyện nài van việc giữ chay thể xác chỉ có ý nghĩa khi nhìn ăn đi kèm với tránh xa tội lỗi chúng nói chúng tôi ăn chay sao ngài không thấy chúng tôi hãm mình sao ngài chẳng hay phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế cúi rạp đầu như cây sậy cây lau nằm trên vải thô và cho bụi phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng đức chúa cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao mở sườn xích bảo tàn tháo gông cùm trói buộc trả tự do cho người bị áp bức đập tan mọi gông cùm nếu không nó chỉ là phô trương đừng phô trương thưa anh chị em chính chúa giêsu đã cảnh báo các ngươi hãy cẩn thận đừng phô trương công đức trước mặt người ta để cho thiên hạ trông thấy khi các ngươi bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá để cho người ta ca cá tụng các ngươi có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm để việc ngươi bố thí được giữ kín và cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi trong kinh thánh chúa tố cáo mạnh nhất cái vẻ bề ngoài hay là giả hình ấy. bởi vì khi giả hình con người giáng cấp thiên chúa họ đặt ngài xuống hàng thứ yếu, đặt tạo vật, công chúng lên chỗ nhất. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Châu rồi dáng vẻ bên ngoài của chúng ta hơn tâm hồn, chúng ta có nghĩa là coi người phàm trọng hơn Thiên Chúa. Như vậy ấy thì cái vẻ bề ngoài hay sự giá hình tư bản chất là một sự thiếu đức tin. Nhưng đó cũng là một sự thiếu đức ái đối với tha nhân. Theo nghĩa nó có xu hướng quy những con người thành những kẻ say mê. Cái sự giá hình không công nhận phẩm giá thích đáng của họ nhưng thấy họ tùy thuộc hình ảnh của chính mình thiếu đức tin và thiếu đức bác ái việc làm sẽ trở nên vô ích nên không có được công phúc gì hãy thực hành đức bác ái thưa anh chị em sống mùa chay thánh ngoài việc ăn chay cầu nguyện chúng ta còn phải thực hành bác ái. Ăn chay để giảm bớt những chi tiêu, giảm bớt những ham muốn của xác thịt. Cầu nguyện để gặp gỡ Chúa, để hướng về hạnh phúc đời sau. Làm việc bác ái để cảm nhận, để xót thương và để làm xóa dịu những nỗi thống khổ vất vả nơi những mảnh đời thật sự đau thương cần ta trợ giúp tóm lại mùa chay hàng năm là dịp để ta hướng lòng lên cùng chúa và mở lòng mình ra với tha nhân trong tình yêu thương như vậy ăn chay mà lòng không hướng về chúa không cầu nguyện thì chưa phải là ăn chay đúng ý hướng của giáo hội vừa ăn chay vừa cầu nguyện mà không làm việc bác ái thì thiếu đi tình người thiếu đi lòng thương xót đối với những mảnh đời đang thật sự cần sự trợ giúp của ta vậy chúng ta hãy cầu khẩn xin chúa thánh thần nâng đỡ những quyết tâm của chúng ta trong suốt hành trình của mùa chay thánh này cho nên amen